Người tín ngưỡng Thiên Chúa, tôi cũng kể như đệ tử của Phật. Người tín ngưỡng Giê-xu, tôi cũng coi là đệ tử của Phật. Ngay cả những người tín ngưỡng Do Thái giáo hoặc Hồi giáo, vân vân, tôi cũng đều xem họ như đệ tử của Phật. Tôi tuyệt nhiên không hề xem các bạn là người ngoài. Đối với Phật giáo, tất cả mọi người đều là một nhà, cùng chung một gia đình, không phân biệt người này, kẻ nọ. Các bạn xem, Phật giáo hoàn toàn không có tư tưởng bài xích các tôn giáo khác. Thật vĩ đại biết bao. Trích lời Hòa Thượng Tuyên Hóa.